cường lực lượng bảo vệ biên giới giáp Ukraine. AFU bỏ lại số lượng lớn vũ khí viện trợ tại làng New York. Moscow bị tấn công UAV tự sát quy mô lớn. Vùng Bryan cũng bị tấn công. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức đáng chú ý trên kênh youtube của Báo Công Thương. Vừa rồi là những tin chính có trong chương trình và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Nga tăng cường lực lượng bảo vệ biên giới giáp Ukraine. Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng, Trung tướng Yuri Kosachev cho biết về các vấn đề nhận được từ trụ sở tác chiến từ vùng Begorov, Kurs và Bryan đã bắt đầu được giải quyết. Theo đó, lực lượng vũ trang các vùng sẽ được nhận thêm vũ khí, trang bị quân sự mới trong thời gian sớm nhất. Tất cả các vấn đề nảy sinh đều được kịp thời đưa đến các cơ quan chỉ huy quân sự trung ương có trách nhiệm. Việc thực hiện chúng cần sự phối hợp bất kể ngày đêm, tướng Yuri Kosachev nói. Hiện tại, các loại trang bị thiết yếu cho hoạt động bảo vệ lãnh thổ đã được chuyển tới vùng Begrov. Khu vực Kursk sẽ sớm nhận được trang bị tương tự. Ngoài ra, các trang bị bổ sung sẽ được điều chỉnh tùy theo yêu cầu và nhiệm vụ riêng của từng vùng lãnh thổ. Hiện tại, phía Nga đã chặn đứng các hoạt động xâm lấn của AFU tại vùng Kursk. Các đơn vị đặc nhiệm, đổ bộ đường không và bộ binh cơ giới đang tìm kiếm và truy quét các đơn vị Ukraine còn lại. Tuy nhiên, trận chiến tại Kursk sẽ không hoàn thành trong ngày 1, ngày 2. Trong tuyên bố mới nhất, chỉ huy đặc nhiệm Atmat, Thiếu tướng Apti Alaudinov tuyên bố chiến sự tại vùng Kurs có thể kết thúc sau 2 đến 3 tháng tới. Đây cũng là thời điểm chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine hoàn thành. AFU bỏ lại số lượng lớn vũ khí viện trợ tại làng New York. Tờ Izvestia dẫn các thông tin và hình ảnh ngoài tiền tuyến Donetsk, cụ thể là khu định cư New York, tên tiếng Nga là Nogorokoy, đăng tải. AFU đã bỏ lại số lượng lớn vũ khí do Mỹ và phương Tây viện trợ tại khu vực này. Từ những hình ảnh được binh sĩ Nga ghi lại cho thấy, hệ thống hầm hào của binh sĩ Ukraine sau khi rút chạy, họ đã bỏ lại gần như toàn bộ trang bị, bao gồm cả vũ khí phương Tây. Binh sĩ quân đội Nga cũng tìm thấy lựu đạn và đạn pháo do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, AFU còn để lại một lượng lớn lương thực dự trữ. Trước đó, nhóm tác chiến trung tâm của Nga đã nắm quyền kiểm soát ngôi làng New York thuộc vùng Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng khu định cư này là một trong những vị trí quan trọng ngoại vi thành phố Torres, và đồng thời là một trung tâm hậu cần chiến lược quan trọng. Moscow bị tấn công UAV tự sát quy mô lớn Đêm ngày 21 tháng 8, thủ đô Moscow hứng chịu một trong những đợt tấn công UAV lớn nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin đã thông báo điều này trên kênh Telegram của ông. Chỉ trong vòng 2 giờ, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 10 máy bay không người lái của đối phương. Thị trưởng Moscow lưu ý rằng Thành phố vẫn an toàn nhờ hệ thống phòng thủ nhiều lớp được bố trí chống lại các đợt tấn công bằng UAV. Chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình, ông Sergei Sobyanin nói. Thị trưởng Moscow cho biết thêm các UAV về phía Moscow đã bị bắn hạ ở quận nội thành Podos và không có thương vong trong vụ tấn công. Mảnh UAV vỡ rơi xuống, không gây thiệt hại đáng kể trên mặt đất. Nhân viên của cơ quan tình trạng khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý tình huống phát sinh. Các video về hoạt động phòng không tại Moscow đã xuất hiện trên mạng các video được đăng tải cho thấy UAV của Ukraine bị phá hủy trên bầu trời đêm. Vùng Brian cũng bị tấn công. Cùng thời điểm cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Moscow, khu vực Brian đã bị tấn công. Thống đốc vùng Brian Alexander Bogomat cho biết lực lượng phòng không đã phát hiện và tiêu diệt 7 UAV Ukraine trong vòng 1 giờ. Sau đó có thêm 3 chiếc khác nữa đã bị bắn hạ. Không có thương tích hay thiệt hại nào, các đơn vị chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, ông Alexander Bogomaz nói. Trước đó, các UAV tự sát của Ukraine đã bị hệ thống phòng không khu vực Kursk và Belgorod tiêu diệt. Nỗ lực tấn công của AFU nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga đã bị dừng lại vào tối muộn ngày 20 tháng 8 sau các đợt tấn công bất thành. UAV Ukraine chọc sâu lãnh thổ Nga sát sườn điện Kremlin Theo Reuters ngày 21 tháng 8, các quan chức Nga cho biết Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên diện rộng vào Nga khi các đơn vị phòng không phá hủy 3 máy bay không người lái cách điện Kremlin khoảng 38 km về phía nam và 15 máy bay qua khu vực biên giới Brian. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết trên Telegram rằng 3 máy bay không người lái tấn công đang hướng đến Moscow đã bị bắn hạ trên thành phố Postdoc ở khu vực Moscow. Theo dữ liệu sơ bộ, không có thiệt hại hoặc thương vong nào tại địa điểm mảnh vỡ rơi xuống, ông Sobyanin cho biết. Ông Alexander Bogomes, Thống đốc vùng Brian viết trên Telegram rằng cũng không có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào vùng biên giới Brian ở phía tây nam nước Nga. Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga cũng đưa tin rằng có hai máy bay không người lái đã bị phá hủy trên vùng Tula, giáp danh với vùng Moscow về phía bắc. Riêng Vasily Golubev, thống đốc vùng Rostov ở phía tây nam nước Nga, cho biết lực lượng phòng không đã phá hủy một tên lửa sau Ukraine phóng trên khu vực này. Không có thương vong nào được báo cáo. Trong những tháng gần đây, Kiev đã tăng cường các cuộc không kích vào lãnh thổ Nga, nói rằng mục đích của họ là phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng đối với các nỗ lực chiến tranh của Moscow. Họ cũng nói rằng các cuộc tấn công của họ là để đáp trả các cuộc không kích liên tục của Nga vào lãnh thổ Ukraine. Nga thả bom lượn, sở chỉ huy Ukraine hóa quả cầu lửa. Theo RT, Bộ Quốc phòng Moscow tuyên bố trong một cuộc không kích của Nga đã phá hủy một sở chỉ huy của Ukraine ở khu vực Sumy, đồng thời công bố đạn phim về cuộc tấn công diễn ra trong đêm. Quân đội Nga cho biết, cuộc tấn công diễn ra khoảng sáng sớm hôm 20 tháng 8, một máy bay phản lực đa năng siêu thanh Su-34 đã triển khai bom lượt nhằm vào mục tiêu được xác định là lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine điều hành. Cảnh quay trên không cho thấy quang cảnh thành phố Glukov, cách biên giới Nga khoảng 15 km. Một vụ nổ lớn đã bùng phát từ một trong số những tòa nhà, được đánh dấu là một cửa hàng sửa chữa ô tô trên Google Maps. Một vụ nổ thứ cấp đã xảy ra ngay sau đó. Quân đội Nga tuyên bố địa điểm này được lữ đoàn cơ giới số 47 sử dụng làm sở chỉ huy và kho đạn dược. Báo cáo cho biết, quân đội Ukraine bao gồm cả sĩ quan ở vị trí lãnh đạo đã thiệt mạng trong cuộc không kích. Bộ Quốc phòng Nga không ước tính số thương vong của quân đội Ukraine, nhưng theo một số phương tiện truyền thông đưa tin, có tới 90 binh sĩ đã thiệt mạng, bao gồm 30 người có cấp bậc chỉ huy cao hơn binh lính chính quy. Sumy là khu vực giáp với vùng Kursk của Nga, nơi Kiev hiện đang cố gắng tấn công chiếm giữ lãnh thổ. Một trong những mục tiêu của cuộc xâm lược được tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố là một thiết lập mới, một vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới của Nga. Moscow coi cuộc xâm nhập này có bản chất là một cuộc khủng bố, tuyên bố rằng Kiev đã cố tình nhắm vào dân thường. Israel quay xe, không chấp nhận lệnh ngừng bắn ở Gaza. Theo RT, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã loại trừ khả năng chấp nhận đề xuất ngừng bắn, bao gồm việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza, El Jazeera đưa tin hôm thứ Ba. Thông tin được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp nhà lãnh đạo Israel hôm 19 tháng 8 để thảo luận về những nỗ lực nhằm giảm căng thẳng và đạt được thỏa thuận ngừng bắn, thả con tin. Ông Blinken tuyên bố rằng Netanyahu đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Hoa Kỳ. Nhà Trắng sau đó cũng khẳng định có tiến triển đáng kể trong vòng đàm phán mới nhất có sự tham gia của các quan chức từ Israel, Qatar, Hoa Kỳ và Ai Cập tại thủ đô Doha của Qatar. Hamas từ chối tham gia các cuộc đàm phán với lý do không có kế hoạch rõ ràng. Trong khi đó, ngày 20 tháng 8, ông Netanyahu được cho là đã nói với các gia đình con tin rằng thỏa thuận ngừng bắn có thể sẽ không đạt được và quân đội Israel sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát biên giới Gaza, Ai Cập, một yêu cầu quan trọng của nhóm chiến binh Palestine ông netanyahu nói rằng israel sẽ không bao giờ rời khỏi trục philadelphia và hành lang netzer và ông không chắc có thể đạt được thỏa thuận hành lang philadelphia chạy dọc theo biên giới gaza ai cập trong khi hành lang netzarim chia giải đất này thành khu vực phía bắc và phía nam ông netanyahu được cho là đã khăng khăng duy trì quân đội idf dọc theo hành lang philadelphia tuyên bố đây là điều duy nhất khiến hamas từ bỏ những yêu cầu vô lý của mình Hôm 18 tháng 8, Hamas đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Hoa Kỳ về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin ở Gaza, nói rằng nó phù hợp với các yêu cầu của Netanyahu. Iran tiết lộ thời gian trả đũa Israel Theo Reuters, tuyên bố mới từ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, cho biết có thể sẽ mất một thời gian nữa. Iran mới tiến hành trả đũa Israel vì vụ sát hại thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Người phát ngôn của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, Ali Mohammad Naini xác nhận thông tin trên trong một tuyên bố, thời gian đang đứng về phía chúng ta và thời gian chờ đợi để có phản ứng này có thể kéo dài. Ông Naini đồng thời nói thêm rằng kẻ thù nên chờ đợi một phản ứng có tính toán và chính xác từ Iran. Truyền thông địa phương cũng trích lời ông Naini rằng các nhà lãnh đạo Iran đang cân nhắc các tình huống và phản ứng này không phải là sự lặp lại các hành động trước đây của Iran trung đông đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ kể từ vụ ám sát ông hanyi ở tehran vào cuối tháng 7, xảy ra một ngày sau khi chỉ huy quân sự fuad sucker của hezbollah thiệt mạng trong một cuộc không kích của israel ở beirut israel thừa nhận tiến hành không kích sát hại ông sucker tuy nhiên theo avid chưa xác nhận hay phủ nhận vai trò của mình trong cái chết của ông hanyi iran và hezbollah ở liban cùng hamas ở gaza đổ lỗi cho israel về cả hai vụ ám sát và cam kết sẽ trả đũa sau vụ việc, Iran cam kết sẽ trừng phạt Israel một cách nghiêm khắc, mặc dù nước này không phủ nhận hay thừa nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ ám sát. Ông Trump tuyên bố bà Harris rút lui khỏi cuộc tranh luận. Theo RT, ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết, đối thủ Đảng Dân chủ của ông, Phó tổng thống Kamala Harris đã thông báo cho chiến dịch tranh cử của ông rằng bà sẽ không tham gia cuộc tranh luận dự kiến phát sóng trên Fox News vào tháng tới. Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình, hôm 20 tháng 8, ông Trump viết, bà Kamala Harris vừa thông báo với chúng tôi rằng bà sẽ không tham gia cuộc tranh luận trên Fox News vào ngày 4 tháng 9. Ông nói thêm rằng ông không ngạc nhiên vì sẽ rất khó để bà Harris bảo vệ thành tích của mình. Tính đến nay, ông Trump vẫn chưa trực tiếp đấu khẩu với bà Harris, người đã trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Dân Chủ vào đầu tháng 8 khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua. Trước đó, cuộc tranh luận giữa ông Trump và Tổng thống Biden hồi cuối tháng 6 đã khiến ông Biden phải rút lui khỏi cuộc đua. Chiến dịch tranh cử của bà Harris chưa xác nhận tuyên bố của ông Trump, mặc dù trước đó đã ám chỉ rằng bà sẽ không tham gia và chỉ tham gia một cuộc tranh luận khác, theo lịch trình sẽ do ABC News tổ chức vào ngày 10 tháng 9. Ông Donald Trump thông báo rằng ông sẽ tổ chức buổi Town Hall do Sean Hannity của Fox News dẫn chương trình, thay vì cuộc tranh luận sẽ diễn ra dự kiến vào ngày 4 tháng 9. Đầu tháng này, chiến dịch tranh cử của bà Harris tuyên bố họ sẽ chỉ cam kết tổ chức hai cuộc tranh luận tổng thống và một cuộc tranh luận phó tổng thống giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của bà Harris, ông Michael Taylor thông báo, giả sử ông Donald Trump thực sự xuất hiện vào ngày 10 tháng 9 để tranh luận với phó tổng thống Harris, thì thống đốc Walsh sẽ gặp JD Vance vào ngày 1 tháng 10 và người dân Mỹ sẽ có một cơ hội khác để chứng kiến phó tổng thống và Donald Trump trên sân khấu tranh luận vào tháng 10. Tỷ phú Elon Musk đáp lời làm cố vấn của ông Donald Trump theo RT. Tỷ phú Elon Musk đã bày tỏ mong muốn tham gia vào chính phủ Mỹ nếu ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump được bầu làm tổng thống. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa gần đây đã gợi ý rằng ông có thể trao cho tỷ phú Musk một vai trò cố vấn trong chính quyền của mình. Sau vụ ám sát ông Trump vào tháng trước, vị tỷ phú này đã công khai ủng hộ ứng cử viên trên nền tảng X. Ông viết: "Tôi hoàn toàn ủng hộ tổng thống Trump và hy vọng ông sẽ nhanh chóng hồi phục." Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 19 tháng 8, Ông Donald Trump được hỏi liệu có bổ nhiệm tỷ phú Elon Musk vào vai trò cố vấn trong công việc nội các của mình hay không, ứng cử viên Đảng Cộng hòa trả lời, ông ấy là một người rất thông minh, tôi chắc chắn sẽ làm như vậy. Trong một bài đăng trên nền tảng X ngày 20 tháng 8, tỷ phú Musk đã ám chỉ với ông Trump, tôi sẵn sàng phục vụ. Trước đó, tỷ phú Elon Musk đã thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tiếp với ông Trump trên nền tảng X mà ông sở hữu. Vị tỷ phú này kêu gọi ứng cử viên tổng thống thành lập một ủy ban hiệu quả của chính phủ để đảm bảo rằng tiền thuế của người dân được chi tiêu hiệu quả hơn ông cũng đề nghị giúp đỡ một nỗ lực như vậy và ông Trump trả lời rằng tỷ phú Musk sẽ là người lý tưởng cho vai trò này. Argentina cách ly tàu chở ngũ cốc vì nghi ngờ có ca bệnh đậu mùa khỉ. Theo Reuters, chính quyền Argentina cho biết họ đã cách ly một tàu chở hàng trên sông Parana vì nghi ngờ có trường hợp mắc virus gây bệnh đậu mùa khỉ trên tàu. Trong bối cảnh các tổ chức y tế thế giới vẫn đang trong tình trạng báo động trước một biến thể mới của loại virus lây lan nhanh hơn. Theo Bộ Y tế và Cơ quan Công nghiệp Liên đoàn Hải quân Argentina, con tàu treo cờ bị cách ly này đang khởi hành từ Santos, Brazil, cũng là một trung tâm hàng hóa lớn để lấy hàng đậu nành. Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu lần thứ hai trong hai năm khi một biến thể mới của virus lây lan nhanh chóng ở châu Phi. Một ngày sau, một trường hợp biến thể Clade 1B đã được xác nhận tại Thụy Điển, dấu hiệu đầu tiên cho thấy nó lây lan ra ngoài châu Phi. Bộ Y tế và Cơ quan Công nghiệp Liên đoàn Hải quân Argentina thông tin rằng con tàu gần cả ngũ cốc nội địa Rosario của Argentina đã cảnh báo các nhà chức trách rằng một trong những thành viên thủy thủ đoàn quốc tịch Ấn Độ có các tổn thương da giống như u nang, chủ yếu ở ngực và mặt, đồng thời cho biết thêm rằng người này đã bị cách ly khỏi những người còn lại trong thủy thủ đoàn. Thủ tục khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đã được kích hoạt và con tàu đang trên đường đến cảng San Lorenzo ở tỉnh Santa Fe đã phải thả neo trên sông hiện chỉ có nhân viên y tế mới được lên tàu, trong khi toàn bộ thủy thủ đoàn sẽ phải cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.